Hello, xin chào tất cả các bác nhé. thì hôm nay shop đồ si lên một cái video nói chung là không liên quan đến giày dép à, không liên quan đến bất cứ một hàng gì về si thì hôm nay video em lên một video nói chung là về thực phẩm đi đó là về một thức uống nói chung rất quen thuộc với dân người việt nam từ trước đến nay Đấy, các bác nhìn sơ qua chắc các bác cũng biết đó là cái gì đúng không ạ thì em nói thật là em cũng giới thiệu thêm đó là quê em thì gốc ở bắc thôi nhưng mà em sinh ra lớn lên ở vùng đất tây nguyên gọi là đắk nông đắk lắc đấy. các bác nghe không? một trong những nơi gọi là xứ sở cà phê đấy. thì hôm nay em có một số nói chung là cà phê ngon thì em muốn giới thiệu đấy, mong các bác cũng ủng hộ giúp em thôi tại vì thế này em cũng nói chung là bán dùm một người bạn đấy, người bạn người ta làm cà phê thì em trong quá trình người sản xuất và làm cà phê thì người bạn có giới thiệu cho em thì em cũng cũng uống qua và thử nghiệm. Thì em thấy cái loại cà phê này nó rất ngon. Thật sự là từ trước nay em uống cà phê, em chung là em lớn lên trong đất cà phê mà, uống cà phê cũng rất nhiều. Thì em hiểu được cái vị cà phê nó như thế nào, như nào là ngon, như nào là dở. Thì hôm nay em trải nghiệm qua cái bạn này. Thì nói sơ về cái bạn này thì bạn này cũng là một trong những người nói chung là tốt nghiệp ngành thực phẩm. Đấy cái ngành thực phẩm chuyên về các cái làm gia vị hay gì đó thì bạn ấy lại chọn cái nghề nói chung là đi làm rất nhiều cho công ty rồi nhưng mà hôm nay bữa nay lại lập nghiệp lại về làm sản xuất cà phê điều chế cà phê thì em qua thời gian thì em có uống thật sự là em thấy nó rất ok luôn so với các loại cà phê trên thị trường thì em muốn giới thiệu các bác thôi một phần bán thì em cũng muốn bán để giúp bạn đấy chung là cũng có một phần em cứ kiếm một ít gì đó gọi là kiếm thêm đấy chứ Nói chung là bán được gì em cứ bán thôi Tại vì bây giờ bán giày nhất thì nó cũng hơi ế thì uh, mong các bạn uh, các bác nhé các bác ủng hộ nếu mà thấy uh, tin tưởng uh, hoặc là thử nghiệm uống thử cà phê Đắk Lắc Đắk nông chuẩn hãng cà phê sạch chính hãng nhé con nhé thì uh, các bác có thể ủng hộ giúp em thì như trên tay em đây là một uh, bịch cà phê bịch này thì uh, đã rang xay và xử lý đầy đủ cho các bác khi các bác nhận về thì một bịch như vậy các bác chỉ pha uống thôi tại vì trong ba trong một gói cà phê này nó gồm ba loại cà phê rất nổi tiếng của đắk lắc nhé các bác nhé đó là cà, cà phê culi robusta và amalica thì ba loại cà phê này ở trong một cái bịch này gồm ba loại người ta đã bạn em đã điều chế và sản xuất thì à, em này nói sơ qua thôi nhé thì các bác nào hiểu nếu mà ngành về cà phê các bác hiểu nếu mà các bác uống cà phê sạch ấy, cà phê nguyên chất ấy, thì các bác hiểu là cái vị cà phê nó uống thì nó hơi hơi chua hơi hơi chua thôi nhá hơi chua một xíu và nó sẽ có vị uh, ngọt hậu Đó, ngọt hậu còn các bác nào mà uống như em nói giả dụ như các bác là ở thành phố đi các bác uống cà phê bình thường em nói như các bác bây giờ như nào nhưng mà hồi cách đây khoảng hai ba năm ấy thì em đã có một thời gian sống ở sài gòn thì mới đầu em xuống uống cà phê đấy thì nó không có giống như cà phê ở trên mình đấy, Người ta gọi là cà phê bẩn đấy các bác Có nghĩa là 30% là cà phê nguyên chất còn 70% là đậu với bắp đấy, Người ta sẽ ra cái chợ Bình, em nhớ là chợ Bình Điền Bình Điền người ta mua một cái can gọi can hóa chất, ấy, can điều vị ấy. Người ta về người ta sẽ trộn và người ta sao lên Nói chung là chỉ 30% là cà phê nguyên chất còn 70% là cà phê uh, đậu và bắp người ta pha trộn. Các bác nào sống ở thành phố các bác cũng hiểu, các chắc con bé em chỉ nói sơ qua thôi nhé. Là đa số là ở Sài Gòn, các bác uống đi cà phê đấy thật sự là chỉ cần là cà phê bẩn thôi, người ta hay gọi là cà phê bẩn đấy. Uống thì nó người ta điều vị mà thì cái cái vị giác con người mà nó đánh, lúc nào cũng đánh lửa thôi, nó rất ngon. Thì các bác lại chuyển qua uống cà phê sạch thì các bác sẽ nói là cà phê sạch uống nó 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 nhạt nhẽ và nó không 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 có được đậm đà hay cái gì gì đó thì em biết nhưng mà em trải nghiệm thì em biết em uống cà phê bẩn em biết liền à đấy uống nó 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 gắt nó gắt hậu thì thì hôm nay em chỉ nói cái sơ qua cái cách thôi chứ em không biết biểu cảm như nào nói như nào để cho các bác hiểu nó là cà phê sạch hay cà phê bẩn đâu tùy vô nhưng mà em sẽ nói là khi các bác uống cà phê sạch rồi á thì các bác sẽ cảm nhận được khi các bác uống một cà phê sạch một thời gian và các bác cảm nhận được cà phê nó sẽ như thế nào và khi các bác uống lại cà phê nói chung cà phê bẩn thì các bác sẽ biết là nó khác nhau chứ em nói thì mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau nên em không có thể tả nổi em chỉ nói sơ qua là cái ưu điểm của cà phê trên em thứ nhất nó là một trong những gọi là xứ sở thiên đường của cà phê đi ở trên đất nước việt nam này và cũng nó cũng có tiếng vương tầm ra thế giới nó cà phê trung nguyên cũng là ở đắk lắc đắk nông như các bác nhé thì như em nói em giới thiệu là cái cà phê này gồm 3 loại pha lại các bác nhé Pha lại 3 loại cà phê rất nổi tiếng luôn Culi, Robusta và America Thì người ta pha lại, người ta trộn vô Đấy thì được là một cái gói như thế này Thì uh, cũng có nhiều 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 người nói giờ uh, cái, cái nước em em nói sơ qua cái nước pha nhé Cái nước pha này thì nó sẽ loãng hơn cái cà phê bẩn nhé Cà phê bẩn nước ra nhìn rất đẹp đen xì nhưng mà cái này nó nước ra nó màu vàng vàng nhợt nhợt đen đen nhợt nhợt đấy nói chung là vàng vàng nó nhìn nó lỏng lỏng nhé các bác nhé nhưng khi các bác uống nó thật sự là đối với các bác mà uống lâu năm thì em không biết nhưng mà các bác nào mà uống tập tệ uống mà sáng mà chưa ăn gì ấy, thì hớp một ly cà phê thôi là các bác say nhá say kinh khủng luôn đấy là trước em làm sài gòn mà em về quê mà có mấy người bạn chờ ở dưới thành phố hồ chí minh lên trên em chơi ấy, thì em có mời đi uống cà phê thì người ta đất lại và ủa sâu cà phê dưới đây có một ly chút xíu như vậy thôi mà sao uống gì thì em có bảo thì anh cứ uống đi cảm nhận thì uống xong trong vòng nửa tiếng sau là xoay quắc con câu luôn và sợ thật cà phê nhìn cũng công công nhận là cà phê nguyên chất đấy các bác chắc bác các bác có một lần nào đó hoặc là ít hay nhiều lần các bác ghé buôn mê thuật các bác kiểm đã được thưởng thức cà phê buôn mê thuật thì các bác hiểu nhé chứ em nói thì nhiều bác sẽ bảo chém gió nhất là mấy bác ở ngoài miền bắc ấy các bác chưa vô sử dụng cà phê miền tây nguyên hoặc là là đắk lắc thì các bác chưa hiểu được đâu đấy thì hôm nay em muốn giới thiệu các bác một loại cà phê đây là cà phê nguyên chất các bác nhá em bao các bác luôn hàng là lúc nào cũng là nguyên chất gồm ba loại cà phê pha lại nhé còn có một loại các bác nào mà thích uống một loại thì em các bác cứ inbox em em vẫn có một loại cho các bác luôn tại vì bạn em là nó sản xuất mà và thì theo công nghệ của nó thì nó học trường lớp đào tạo ra thì em đã đảm bảo chắc chắn thì nó cũng không thua kém gì những thương hiệu như trung nguyên gì đâu phải tùy vô mỗi người thôi chứ trên bốn mê thổi em thật sự nó cả hàng trăm hàng nghìn hàng hàng nghìn cái cái cửa cái mẫu cà phê cái, cái loại cà phê cơ nhưng mà em uống cà phê Nói chung là em cảm nhận được cái loại này là nói chung là cực kỳ ok em đã dám đảm bảo luôn thì muốn giới thiệu các bác em thấy ngon thì giới thiệu các bác và giá nó cũng cực kỳ rẻ luôn à, thì một nếu mà các bác mua một bịch như vậy một bịch em đóng gói như vậy này đấy một bịch đóng gói đấy kỹ càng như vậy cho bác luôn thì nó là khoảng một ký một ký các bác nhé một ký thì em đang bán, bán với giá là 220 trăm hai bao ship các bác nhé 220 k bao ship à, còn các bác nào thích mua một ký về uống thưởng thức thì em vẫn có luôn nửa ký thì 120 trăm các bác nhé một nửa ký thì 120. nửa ký thì một còn một ký thì 220 các bác nhé đấy các bác nào thì thì mới đầu thì các bác cũng chưa tin tưởng thì các bác cũng mua ủng hộ giúp em khoảng nửa ký thôi nhá nửa ký các bác về trải nghiệm đi trải nghiệm uống thử thôi nếu mà ngon thì tiếp tục ủng hộ em còn nếu mà không ngon thì em cũng xin lỗi tại vì em không biết khẩu vị mỗi người khác nhau mà thì theo theo như cảm nhận của em thì con cái loại cà phê này uống thì cực kỳ là ok rồi thứ hai nữa nó được cái là nguyên chất đấy sản xuất theo công nghệ nói chung là mới hiện nay nhé nói chung là không có pha tạp chất hay là hóa chất gì đâu hàng là là, là bao các bác luôn hàng sạch chuẩn nguyên liệu là trăm phần trăm cà phê tại vì ở đây là em là dân kiểu như dân ở đắk Lắk đắk nông là thường thường là người ta ít ra cà phê quán người ta mua lắm tại vì nhà nào hầu như cũng trồng cà phê mà thì mỗi mùa cà phê thì người ta sẽ chọn cho mình những loại cà phê mà trái chín tròn to đỏ mọng thì người ta sẽ về người ta tự sơ chế người ta uống thôi đấy nên các bác yên tâm riêng cà phê ở đâu như em em nói như cà phê đắk lắc thì bao các bác luôn ai đã uống cà phê đắk lắc thì các bác hiểu nó thực sự nó rất chi là đậm đậm đà đậm chất đấy các bác như em nói các bác về thử nghiệm các bác nào mà yếu yếu á buổi sáng mà không uống cà phê ơ ờ, không ăn sáng mà uống cà phê đi nó thật sự nó nó say say quay cuồng luôn đấy đấy em cũng chia sẻ các bác nhé đấy ờ, thì hàng thì như em nói thì bao các bác luôn chuẩn hãng ờ bao các bác luôn là chuẩn sạch đấy. đấy chuẩn sạch nha không có pha tạp chất hay đậu bắp gì đâu đấy, các bác nhìn em quay rõ các bác này đấy nhìn nó đang như vậy này rất ok luôn nhá và em cũng nói luôn là các bác nào mới bắt đầu uống cà phê sạch ấy, thì các bác phải trải nghiệm nhá chứ đến hồi các bác sẽ chê đấy em biết luôn mà tại vì một thời gian em uống ở sài gòn về em uống cà phê sạch lại em biết luôn mà nó có vị chua chua và nó không được đậm đà không được có cái vị gọi là đấy đâu nó không ngon đâu nhưng các bác uống một thời gian các bác sẽ biết là giữa cà phê sạch và cà phê bẩn nó khác nhau thế nào đó nó rất tốt cho nói chung là à, theo nghiên cứu thì em đâu được, ý được thì nó nếu mà các bác mà uống cà phê đều đặn thì nó cũng rất tốt cho cái gọi như là gì não gì, gì đó em cũng rõ đâu nhưng mà không phải nói để các bác mua đâu nhá nhưng mà em biết trên đất Việt Nam rất nhiều người nghiện à, cà phê thì muốn các bác nào mà muốn trải nghiệm thử thức mà, cà phê chính gốc ở Đắk Lắk nhé mà tự tay à, nói chung là tự tay làm sơ chế chứ không qua chế biến phẩm màu hay công nghệ một phát gì đâu các bác nhận nói chung là nó là làm từ mộc đấy nói chung là thì không có qua gọi là xử lý cái gì đâu nói chung là về có nghĩa là người ta sẽ bạn em nó sẽ chọn những cái cà phê gọi là nhân đều hạt hay là chín đủ hay gì đó nó sẽ làm nên thương hiệu tại vì đang thương tạo thương hiệu mà đó nên uh, chính vì thế uh, Nói chung là bạn em có nó cũng có, có thương hiệu rồi nhưng mà em em bán hàng mà bán hàng các bác biết nên em không có thể đưa thương hiệu thương hiệu của bạn em lên đây được đấy nên các bác mua cái tin tưởng mua ủng hộ em thôi nửa ký thôi khoảng 120 đấy em đã bao ship các bác rồi đấy, các bác cứ uống thoải mái thấy cảm thấy ngon thì ủng hộ em tiếp còn không ngon thì rất lòng xin lỗi các bác luôn nhé Nói chung là cà phê thì uh, có sao em nói thế thôi đấy giản dị đơn sơ, không có pha chế, không tạp chất, không hóa chất hay bất cứ một cái gì, 100% trăm phần trăm cà phê sạch, ba loại cà phê rất nổi tiếng nhé, ngon cực kỳ luôn. Rồi em chỉ uh, view nói sơ qua, vậy thôi các bác nhé. đấy các bác nào mà thích uống cà phê, cứ mua nửa ký ủng hộ em trước đi, nếu mà ngon thì đặt hàng sau. Tại các bác mua một ký thì nó rẻ hơn, còn không các bác cứ mua uh, nửa ký nửa ký một nhé. Đấy, còn bác nào ở ngoài miền Bắc thì bao các bác luôn. Đấy, các bác em biết ngoài miền Bắc người tạo nghiện cà phê rất nhiều các bác cứ thử mua thử đi rồi các bác uống thử cà phê ngoài đấy họ như thế nào nhé rồi ok cảm ơn các bác, tất cả các bác nhé rồi các bác nào mua ủng hộ thì có thể nhắn tin qua zalo số điện thoại trực tiếp trên bàn này giúp em nhé hoặc là gọi trực tiếp cho em chứ nhắn tin sms nhiều lúc em không có đọc đâu ạ đấy, cảm ơn tất cả các bác nhé đấy, mong các bác ủng hộ shop em nhiều